Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ô. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: đừng lo cho mạng sống mình lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân xác mình lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Ai trong các con lo lắng mà có thể làm cho đời mình thêm được một gang được sao? Còn về áo mặc các con lo lắng làm gì? Hãy xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không canh cười. Nhưng Thầy nói với các con rằng, ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông cũng không trang phục bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đầu nội nay còn mai bị ném vào lò mà vẫn còn được Thiên Chúa mặc cho như vậy, huống chi là các con sao kém lòng tin như thế? Vậy các con đừng lo lắng mà nói, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc. Tất cả các điều đó dân ngoại tìm kiếm, nhưng Cha các con trên trời biết rõ các con cần đến các điều đó. Tin vàn, trước tiên các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả các điều đó Ngài sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con đừng lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi tổ, lời khen Chúa. Kính thưa anh chị em, tôi nghĩ vậy, chắc anh chị em cũng đồng ý với tôi. Trong một năm 365 ngày, chúng ta có rất nhiều lễ hội, thì không có một cái lễ hội nào nó lớn, nó trang trọng và nó ấm áp cho bằng cái Tết Nguyên Đán. Khi tôi làm luận văn ở Paris thì luận văn của tôi là Tết Nguyên Đán trong phụng vụ Công giáo tại Việt Nam. Và tôi cũng phân tích cho các giáo sư ở bên đó rằng đối với chúng tôi tại Việt Nam, quốc gia Á Đông, vào cái ngày Tết Nguyên Đán, thậm chí ngay cả các lễ của quốc gia cũng không lớn bằng Tết Nguyên Đán. Và ngay cả các lễ của giáo hội cũng không lớn bằng Tết Nguyên Đán. Xét về cái tầm vóc và xét về cái sự ấm áp của nó, vì đối với quốc gia nó mang cái tính cách hành chính, đối với giáo hội thì nó mang tính cách đức tin. Nhưng mà cái Tết Nguyên Đán thì tất cả mọi người, có đạo hay không có đạo, đã là người Việt thì người ta coi cái Tết Nguyên Đán trở thành một cái ngày hội rất lớn. Cái gì nó làm đến cái hồn của cái lễ này vậy? Cái hồn của cái Tết Nguyên Đán chính là cái gia đình chúng ta. Vì thế chúng ta mới thấy là trong cái Tết Nguyên Đán, người ta làm gì thì người ta làm, người ta cũng quay trở về gia đình để lấy cái hơi ấm của gia đình, để sống tình nghĩa của gia đình. Và cái gia đình nó là cái hồn của cái Tết này. Nếu không có cái gia đình thì không có cái Tết Nguyên Đán. Anh chị em bất thân mến, vậy Tết Nguyên Đán là gì? Chúng ta dùng từ Tết Nguyên Đán. Tết, tất cả ba chữ Tết Nguyên Đán đều là từ Hán Việt hết. Tết là tiết trời, Nguyên là khởi đầu, Đán là ngày mới. Tết Nguyên Đán là cái tiết trời của một cái ngày mới khởi đầu. Vậy ngày mới khởi đầu nó là cái gì? Nó không phải là ngày theo kiểu dân sự của chúng ta, ngày nào cũng khởi đầu hết. Nhưng mà cái ngày mới khởi đầu của một cuộc sống mới, của một thời gian mới. Và chính cuộc sống mới và thời gian mới này làm nên ý nghĩa của cuộc đời chúng ta. Tôi xin phép suy nghĩ hai điều hôm nay chia sẻ với anh chị em. Cái mới hôm nay đó chính là gì? Đầu tiên hết, chúng ta thấy nhìn cảnh vật. Tất cả chúng ta thấy hoa cố gắng trồng làm sao để dịp Tết nó kịp nở ra. Anh chị em thấy, hôm nay tôi rất là vui, anh chị em nhìn thấy hai cái cây mai ở trong nhà thờ, một cái cây mai ở tiền sảnh nhà thờ, một cây mai ở trên cung thánh, tất cả đều rất rực rỡ, rất rực rỡ.
và người ta đã căn đúng giờ, đúng ngày để cho nó nở ra, đặc biệt là cây mai ở tiền sảnh nhà thờ. Cái đẹp đó, đó là gì? Nó đẹp đó là bởi vì chúng ta chăm chút cho nó trở thành là cái đẹp đúng lúc, đúng thời. Cái đẹp đó không phải là cái vấn đề chỉ là chúng ta làm, nhưng mà là cái đi từ bên trong, và nếu không từ bên trong thì nó không đẹp được. Vậy tôi suy nghĩ đến cái sự sống mà tất cả chúng ta hôm nay khởi đầu một cái cuộc sống mới. Cái sự sống đó là gì? Hôm nay chúng ta ngày đầu năm mới, chúng ta muốn cái đẹp đó, sự sống đó đến từ chính Chúa chúng ta. Chúa chúng ta là mùa xuân vĩnh cửu. Chúa chúng ta là mùa xuân không bao giờ tắt, không có mùa đông, không có mùa hè và không có mùa thu. Người ta thường thích mùa xuân bởi vì đó là hình ảnh của một sự sống tràn đầy. Chúa chúng ta là mùa xuân vĩnh cửu, là mùa xuân không bao giờ tắt. Chúng ta khi chúng ta bám vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, chúng ta không bao giờ tắt cuộc đời của chúng ta. Anh chị em, đôi khi chúng ta có kinh nghiệm trong năm, có những lúc chúng ta cảm thấy chúng ta mệt nhọc, đuối sức. Chúng ta bám vào Chúa, chúng ta có một mùa xuân mới, chúng ta có một sự sống mới. Hôm nay chúng ta cùng nhau tái khám phá lại để trong cuộc đời của chúng ta, đặc biệt trong năm mới này, mỗi khi chúng ta cảm thấy muốn kiệt sức, chúng ta bám vào Chúa là sự sống của chúng ta, để chúng ta vươn lên ngay cả trong những lúc đau khổ nhất. Anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói tìm cái ăn, cái mặc, tất cả mọi người đều làm hết. Nhưng các con tin vàn hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người, còn tất cả những điều đó Chúa sẽ ban cho. Xin lỗi anh chị em nha, có các sơ ở trong nhà thờ này. Tôi kể chuyện đời tư của tôi về cái chuyện mà lo ăn lo uống. Cách đây hơn 28 năm, ngày mai tôi chịu chức linh mục. Chiều tối hôm nay, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình vào huấn đức chúng tôi. Ngài nhắc nhở chúng tôi một số điều để ngày mai chuyển chức linh mục. Ba điều, tôi xin nhắc một điều thôi. Ngài nói thế này, các con rất thân mến, ngày mai các con chịu chức linh mục. Ngày mai các con làm linh mục cả rồi. Làm linh mục, xin lỗi anh chị em, ngài nói khó dạy lắm, khó bảo lắm. Còn đang làm thầy bảo dễ. Thì hôm nay cha nhắc cho con. Điều thứ nhất, các con nhớ làm linh mục của Chúa, hay nói cho dễ hiểu, những người dâng mình cho Chúa và những người bám vào Chúa, không bao giờ Chúa để chết đói bao giờ. Xưa nay chưa từng nghe nói ai tin vào Chúa bị chết đói bao giờ. Vậy các con nhớ, làm linh mục đừng có nhậu nhẹt nghe các con. Nhậu nhẹt xấu lắm các con ạ. Làm gương xấu gương mù cho giáo dân. Vì thế các con đừng có nhậu nhẹt. Nhớ, nhớ điều cha dặn. Và tôi vẫn cố gắng giữ điều đó trong 28 năm này. Tất cả những ai tin vào Chúa, Chúa không bao giờ để chết đói bao giờ. Anh chị em cứ thử tưởng tượng xem, tôi sống ở cái vùng xóm mới này này. Tôi sinh ra ở dưới Thái Bình xóm mới cái này. Anh chị em biết, trước Tết thời xưa đó, vùng xóm mới là vùng làm pháo danh tiếng cả nước Việt Nam này. Cả cái vùng xóm mới làm pháo một mùa sống cả năm. Nhà nước cúp không cho làm pháo nữa. Chết đói đến nơi rồi. Không, bắt đầu làm vỏ xe. Làm vỏ xe rồi cậy cọc, làm cái này làm cái kia. Chưa từng thấy ai làm pháo mà bị cấm pháo mà chết vì đói bao giờ. Chúng ta hôm nay, chúng ta tin tưởng vào tình thương của Chúa trong mọi cung bậc của cuộc sống, vì Chúa là sự sống của chúng ta, để chúng ta không bị nghẹt trong những hoàn cảnh éo le. Sự sống đó là gì? Bước lên đó là gì? Khi chúng ta sống tình nghĩa với nhau, sống tình nghĩa gia đình, cha mẹ, con gái, anh chị em. Anh chị em rất thân mến, tôi xin thú thật với anh chị em, đầu năm mới không nói điều tiêu cực, nhưng mà rất nhiều người trong chúng ta bị héo mòn vì chúng ta không có sự sống của gia đình chúng ta. Gia đình chúng ta xáo trộn quá, vợ chồng xáo trộn quá, cha mẹ con cái xáo trộn quá. Chúng ta héo mòn không phải là chúng ta không có của, mà bởi vì cái sự sống của gia đình chúng ta tắt dần đi rồi. Hôm nay chúng ta phải làm cho sự sống đó nó được nảy nở, để rồi chúng ta sẽ cùng nhau vươn lên trong mọi cung bậc của cuộc sống. Và hạnh phúc của chúng ta không phải là chúng ta cái có, mà là chúng ta đang là cái gì cho nhau. Và đó chính là điều chúng ta hôm nay trao cho nhau, sự sống đó để tươi đẹp luôn mãi. Và cuối cùng,
Cái tươi đẹp đó, sự sống đó là gì? Là nghị lực của chúng ta trong mọi cuộc sống. Người ta trở thành là kẻ anh hùng không phải tài năng, chẳng phải là người có cái này hay có kia, mà cái nghị lực của họ làm cho họ trở thành anh hùng. Anh chị em xem tất cả các vĩ nhân trong thế giới này, họ có giỏi thật, nhưng mà nếu họ không có nghị lực và không có kiên trì, họ không bao giờ trở thành là vĩ nhân. Nhiều người trong chúng ta đây, chúng ta đã có nghị lực để chúng ta vươn lên trong cuộc sống. Chúng ta hãy nhớ lại cái nghị lực đó, để khi chúng ta gặp những điều này điều kia, chúng ta sẽ vươn lên. Và tôi xin phép kết thúc bằng một hình ảnh tôi rất thích vô cùng. Khi tôi giảng tĩnh tâm ở trên giáo xứ Ninh Phát, ở trên Gia Kiệm, tôi nhìn thấy những quả đồi mà chuối nó lên rất là xanh mướt. Cha xứ nói: cha giáo ơi, không phải là trồng đất đâu, toàn là đấy là đồi đá không à. Sáng hôm sau, ngài cho người dẫn tôi đi xem cái đồi chuối đấy. Tôi nhìn xuống dưới đất thì không phải là đất gọi là đất đồng bằng mà chúng ta thấy đất đồng bằng. Bây giờ trồng một cái chuối, chúng ta phải đào xuống hố, chúng ta đặt con chuối xuống, nhưng mà không hề, tất cả đều là đá cội. Người dẫn tôi đi nói thế này: cha biết không, con chuối nó mọc ra, chúng con đợi mùa mưa, lấy cái xà beng bẩy cái cục gạch, cục đá lên, đặt con chuối xuống, mưa nó xuống, tự động con chuối nó bám vào đá, rồi làm sao đó nó lớn lên, và cái con của con chuối đó nó lại chọc từ cái cục bẩy cái phiến đá cội đó, nó lại mòi chọi lên. Còn không hề cha nhìn không thấy phải là đất đồng bằng như là đất ở Phù Sa, ở đồng bằng sông Cửu Long, mà toàn là đồi đá cả. Lạ thay, thân chuối rất là yếu mà toàn là nước, mà đâm thẳng vào đá để vươn thẳng lên thành một quả đồi chuối như vậy, mà chuối Gia Kiệm trở thành là cả một cái có thể nói là xuất khẩu nhiều nơi, đi từ đá mà lên. Anh chị em thử tưởng tượng xem cái nghị lực của cái cây chuối nó đi như vậy. Chúng ta cũng mềm yếu như là cái nghị lực của chúng ta đâm thẳng từ đá đi lên. Và đó chính là sự vươn lên của chúng ta hôm nay, là sự sống của chúng ta, đẹp của chúng ta. Chớ gì năm mới này, cái đẹp của sự sống sẽ luôn luôn làm cho chúng ta hân hoan tiến bước. Và như thế, Chúa chính là lẽ sống của chúng ta. Tình gia đình làm nên cái Tết Nguyên Đán này nuôi dưỡng chúng ta, và nghị lực của chúng ta làm cho chúng ta lớn. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, và như thế chúng ta hân hoan tiến bước vào năm mới này. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên để dâng lời nguyện chung.